Sau cái chết của tiến sĩ No, tổ chức Baxter tìm cách trả thù chống lại MI6 bằng cách diễn ra các cuộc tập huấn với một nhân vật được cải trang giống hệt với James Bond. Chúng bắt đầu rèn luyện những kỹ năng và chiến thuật đặc biệt, kiện tướng cờ vua tiệp khắc John Tin. Hắn nghĩ ra cách ăn cắp Lecter, một cỗ máy giải mã rất quý hiếm. Nó được tình báo Liên Xô sử dụng để khử biên dịch các tài liệu được mã hóa và có độ nhạy cao. Đại tá Keller phụ trách tuyển chọn sát thủ trong nhiệm vụ tiêu diệt James Bond. Bà tuy là giám đốc điều hành cơ quan phản gián của Liên Xô nhưng lại âm thầm phục vụ cho Baxter. Keller đánh giá Hờ Gian khá phù hợp với nhiệm vụ. Bà ta quyết định chọn anh ta làm sát thủ trong vụ ám sát lần này. Được chỉ định làm việc tại Đại sứ quán Liên Xô ở Istanbul với tư cách là nhân viên mật mã. Cô ấy tin vào Keller về những gì cô sắp thực hiện là một nhiệm vụ quan trọng cho đất nước của mình. Khi đến Istanbul, cô liên lạc với Kazan và nói cho anh ta biết kế hoạch của mình. Vì cô ấy đã yêu người đàn ông này ngay khi nhìn thấy bức ảnh của anh ta trong một tập tài liệu bí mật. Sau khi sứ mệnh hoàn thành, cô mong muốn được kết hôn cùng Bond. Trước khi lên đường, Bond được trang bị những vũ khí tuyệt mật với công nghệ hiện đại, kèm theo đó là sự chỉ dẫn tận tình của Q. Giống như em, đây là một mật danh công việc chứ không phải là một cái tên. Sau đó, Bond bay đến Istanbul, được tiếp đón bởi Kazan, trưởng phòng trạm ti của cơ quan mật vụ Anh. Kazan quyết định đến Nga do thám. Anh cùng Bond xuống một đường hầm, đi vào hồ chứa dưới lòng đất. Nơi này đã được hoàng đế Constantine xây dựng vào khoảng năm 350 sau công nguyên. Kazan dùng chiếc kính viễn vọng để quan sát bên trong tòa lãnh sự quán, nơi đang diễn ra một cuộc họp của tình báo quân sự có sự góp mặt của Zylan, một sát thủ. Khi Kazan quyết định đến thăm người bạn Vaza của mình để biết một số thông tin về Zylan, nhưng buổi tối không diễn ra như mong đợi. Tên sát thủ đưa người đến tấn công trại, cuộc nổ súng diễn ra khá nhanh chóng, trận chiến kết thúc khi đám quân được kích rút lui. Và đêm hôm sau, hai người con trai của Kazan cải trang thành cảnh sát để xua đuổi Zylan ra khỏi nơi ẩn náu của hắn. Khi mục tiêu bước ra từ lối vào bí mật, Kazan sử dụng súng bắn tỉa cầm tay của Bond và giết chết kẻ thù. Ngày hôm sau, Nova đi đến một điểm hẹn đã được sắp xếp trước tại Hagia Sophia. Cô lén lút vứt bỏ một thứ gì đó. Nhưng rất tiếc đồng bọn của cô đã bị Hờ Gian giết chết ngay sau khi lấy được thông tin. Tại lãnh sự quán, Kazan đặt một quả bom khói để đánh lạc hướng các nhân viên Liên Xô. Trong lúc mọi người hoảng loạn, Bond lợi dụng cơ hội cùng Nova đánh cắp chiếc Lecter. Cả hai đi theo sự chỉ dẫn của Kazan trốn thoát bằng cách đi qua những đường cống cũ kỹ. Bond vẫn đóng tròn vai diễn là người đàn ông tuyệt vời, luôn nhẹ nhàng, tình cảm với Nova. Khi chuyến tàu đến Belgrade, Bond gặp con trai của Kazan và thông báo về cái chết của ông ấy. Từ phía người con, Bond nhận được chỉ dẫn để đi đến Zanat, gặp một đặc vụ người Anh tên là Nat. Đặc vụ Nat từ trạm quay thực chất đã bị Hờ Gian giết chết từ trước. Mặc dù Hờ Gian có nhiệm vụ giết Bond, thực chất là đảm nhận vai trò người bảo vệ Bond nhằm mượn tay anh ta lấy cắp thiết bị mã hóa Lecter của Liên Xô vào tay Baxter. Hờ Gian đã giành được ưu thế và cố gắng giết chết Bond. Bằng mọi nỗ lực, Bond rút một con dao từ chiếc vali, dùng nó đâm vào Hờ Gian, khống chế được khẩu súng và siết cổ hắn đến chết. Vào lúc bình minh, Bond và Nova rời khỏi xe lửa. Anh cướp một chiếc xe tải, lẩn trốn sau một vách đá. Anh thành công tiêu diệt một chiếc trực thăng của kẻ thù. Sau đó, cả hai lái xe đến một bến tàu, rời khỏi thành phố bằng một chiếc xuồng máy. Số 1 nói với Caleb rằng, giờ đây cô ấy có toàn quyền kiểm soát nhiệm vụ và có một cơ hội cuối cùng. Tên sát thủ tiếp nhận nhiệm vụ, được điều động để đuổi theo tàu của Bond. Với sự thông minh của mình, anh thả những thùng xăng xuống biển, bắn vào chúng và đốt cháy thuyền của những kẻ truy đuổi. Bond cùng Nova đến Verney và nhận phòng khách sạn, cố gắng tự vệ bằng đôi giày mũi nhọn có tẩm thuốc độc của mình. Bà ta lao vào Bond khi anh dùng một chiếc ghế để ngăn bà ta áp sát mình. Nova bị giằng xé giữa mệnh lệnh bắn Bond và tình cảm của cô dành cho người đàn ông này. Cuối cùng, cô đã phản bội Caleb và bắn chết bà ấy. Khi nhiệm vụ của họ đã hoàn thành, Bond và Nova dành thời gian trên một chuyến đi thuyền lãng mạn. Đằng sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng người phụ nữ.